Theo danh sách những người giàu mà tờ Sunday Times vừa công bố, lần đầu tiên số lượng các nhà tỷ phú ở châu Âu đã chạm tới con số 100 người. Và theo hãng Reuters, London hiện đang là nơi tập trung nhiều người giàu hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Số lượng các tỷ phú sống tại Anh đã tăng lên gấp 3 lần so với lần thống kê đầu tiên, tổng tài sản ước tính gần 300 tỷ bảng Anh. Danh sách này cho thấy có tới 72 nhà tỷ phú đang sống tại London, tiếp theo là Moscow Nga với 48 người và ở New York là 43 người. Hơn một nửa các tỷ phú đang sống ở London là người nước ngoài. Ông Richard Hunter đã lý giải điều này London vốn nổi tiếng trên toàn thế giới là một thị trường lý tưởng và an toàn cho các doanh nhân nước ngoài bỏ vốn đầu tư và thật vậy hãy xem những gì mà họ đã làm được trong thời gian vừa qua dẫn đầu danh sách những người giàu ở châu Âu là anh em nhà Hendija. Tập đoàn đa quốc gia của họ có giá trị lên tới 11,9 tỷ bảng Anh, tương đương 20 tỷ đô la Mỹ. Nguồn tài sản của họ chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh đa ngành như dầu mỏ, ngân hàng, ô tô, bất động sản và truyền thông. Điều này đồng nghĩa với việc nhà tỷ phú người Nga Alisa Usmanov rớt xuống thứ hai với khối tài sản trị giá 10,6 tỷ bảng Anh, giảm mạnh do đồng rút yếu đi và giá cổ phiếu sụt giảm vì khủng hoảng Ukraine.